Xin chào quý vị. Nhím Lắp Radio xin gửi tới quý vị bài viết Tác dụng của âm nhạc trong cuộc sống. Âm nhạc cùng với hình tượng nghệ thuật của mình dùng để biểu hiện tình cảm của con người và phản ánh cuộc sống hiện thực xã hội. Nó không những có tính thưởng thức mà còn có thể tăng cường sức khỏe con người, nên chúng ta hãy coi nó là nguồn dinh dưỡng đặc biệt. Tiết tấu, âm điệu của âm nhạc có thể làm cho sức khỏe con người ở vào trạng thái tinh thần ổn định, khí huyết điều hòa. Trong lĩnh vực y học, có rất nhiều sách vở đã đề cập đến tác dụng về vật lý, dưỡng sinh trường thọ và phòng chữa bệnh. Theo y học phương Đông, trời có ngũ âm, người có ngũ tạng. Trời có lục luật, người có lục phủ, để nói lên sự ảnh hưởng của ngũ âm, ngũ luật của âm nhạc đối với tạng phủ con người. Sức ảnh hưởng đặc biệt của âm nhạc chủ yếu thông qua tác dụng của tiết tấu và thi luật. Thi luật có thể làm cho con người trở nên vui vẻ, dễ chịu, giải trừ phiền não. Tùy theo thi luật làm rung động lòng người mà từ đó điều hòa khí huyết và ổn định tinh thần, lưu thông mạch máu và kinh lạc. Theo sử sách, thời Tây Hán có Đậu Công thọ tới 180 tuổi. Ông bị mù nên học đàn từ nhỏ. Nhà dưỡng sinh học thời Tam Quốc Kê Cang Thời đã nghiên cứu về cuộc đời của ông và thấy rằng sở dĩ Đậu Công sống lâu như vậy, ngoài sự kiên trì tập luyện dẫn đến thành công ra, điều quan trọng hơn cả đó là nghề nghiệp của ông, thầy giáo dạy nhạc. Khoa học hiện đại cũng đã chứng minh trung khu hoạt động âm nhạc nằm ở bên phải của lớp vỏ đại não gần thái dương. Âm nhạc vui vẻ nhẹ nhàng có thể thúc đẩy cơ thể người bài tiết ra những chất hoạt tính có lợi như hormone, chất xúc tác. Từ đó điều tiết lưu lượng máu và làm hưng phấn tế bào thần kinh. Ngoài ra còn có chức năng cải thiện hệ thống thần kinh, hệ thống mạch máu, hệ thống nội tiết và hệ thống tiêu hóa. Khi dùng âm nhạc để bảo vệ sức khỏe, nguyên tắc cơ bản nhất là lựa chọn loại nhạc yêu thích để đạt được sự thư giãn. Với người nghe là người cao tuổi, khi nghe lại được những âm điệu quen thuộc được yêu thích từ khi còn trẻ, sẽ gợi lại những ký ức tốt đẹp, làm tăng niềm tin và niềm vui trong cuộc sống. Cảm ơn quý vị vừa nghe xong bài viết Tác dụng của âm nhạc trong cuộc sống. Quý vị hãy nhớ nhấn nút đăng ký ở góc dưới bên phải màn hình để nhận được thông tin mới nhất về những bài tiếp theo nhé. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.